Rồi vậy đó hả? Rồi. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương tiếp tục, Phương sẽ phát quà cho bà con đường phố đó, bà con cô bác anh chị. Thì sáng nay thì Phương đi rất là nhiều nẻo đường ở Nha Trang. Thì Phương thì nói chung là Phương đi là Phương không hẹn trước ai hết. Phương đi trên đường đó, thấy các cô vé số, rồi các chị dê chai, các chú bán vé số. Thì Phương thấy thì Phương kêu về một điểm Phương sẽ phát quà. Cái phần quà hôm nay đó thì Phương sẽ phát là của anh Việt Kiều. Anh Việt Kiều, anh Lợi và chị Đập. Hôm Phương có nhận tiền của anh chị đó là 9.336.000. Thì Phương phong bì cũ của anh đó thì cũng đã hết rồi. Bây giờ tiếp tục về Phương sẽ lấy cái phong bì cũ mới của anh nè. Hôm nay thì Phương gọi bà con ở đây đó là 24 người phải không ạ? Dạ 24. Dạ 24 người ha. Thì hôm nay con sẽ thông báo với bà con đó là tiền này đó là tiền của anh Việt Kiều Úc, là anh Lợi và chị Đập đã gửi tiền cho con đi ngoài đường đó, gặp những hoàn cảnh khó khăn đỡ con sẽ phát. Thì Phương sẽ phát, bây giờ Phương chuẩn bị phát các cụ như như chú ơi, chú xích cho mà con tới cho khán giả biết, con hỏi chú ở đâu ạ? Ở dạ, đây. Dạ con chào chú. Chú ở đây là chú ở đường nào ạ? Đường Phú Phúc. Ở đây Nha Trang luôn. Dạ, chú ở Trang ở Mười Điền, phường Ngũ Hải. Dạ. Ở phường ở đây luôn. Dạ. Rồi chú bán vé số thì lâu được lâu chưa? Dạ, 7 năm rồi. 7 năm rồi. Thì Phương cũng chú là chú không có số điện thoại nhưng mà con có báo anh chị. Phương phải đi mấy lần rồi liên lạc với chú rất khó. Thì chú Phương thì tánh Phương thì không có dám hẹn ai hết, thì có duyên thì con với chú gặp nhau ha. Thì chú thì bán, chú đang bệnh nè, chân sưng rất là nhiều đó. Rồi bây giờ con sẽ phát cho chú 200.000 của phần quà cho chú nha. Chú để chú đi cho bán vé số nha. Rồi cảm ơn. Dạ chú cảm ơn trên màn hình ạ. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ bữa nay vui rồi ha. Dạ vui. Rồi chú đi ha, chú đi lối này. Chào con. Dạ. Dạ chào con. Chú con nhớ chú không? Dạ nhớ, ngày hôm qua mới gặp ở dưới cửa bé. Đúng rồi. Chỗ này thì mới gặp hồi hôm qua thì Phương cũng không dám hứa, chú dạ. Thì nói thôi ha. Dạ. Hôm qua con nhớ chú là chú nói cái câu gì không? Dạ có duyên thì gặp lại. Đúng rồi, có duyên thì gặp. Thì hôm nay thì chú cũng không tại vì chú muốn điện cho con mà sợ xa quá. Dạ. Nếu mà có phát thì phát cái ở vị trí khác đó thì dạ. Hên quá thì con với chú là gặp ở đây ha. Dạ. Con ở đâu? Gốc con ở đâu? Dạ con người ở đây. Ở đâu là? Dạ nhỏ lớn giờ con ở Nha Trang mà. À, Nha Trang dạ. Ha. Thì cháu thì cũng bệnh đó bà con cô bác. Nè tay chân cháu này cũng bán vé số. Dạ. Con có gia đình chưa? Dạ con có rồi. Rồi có gia đình chưa ha? Rồi bây giờ thôi, bây giờ chú cũng phát con 200 ha. Dạ. Dạ con cảm ơn chú, con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Rồi cảm ơn dạ. Ha, rồi cảm ơn con. Dạ. Chúc cô chú rồi. Sức khỏe. Dạ. Dạ em được đâu sao đâu. Rồi. Xe cũng đang đi qua đó. Dạ con chào bà. Dạ bà chào con. Dạ. Bà ở đâu ạ? À? Dạ bà ở Vĩnh Ngọc, Nha Trang nè. Dạ. Dạ. Hồi nãy là con gặp bà ngoài đường chợ, đó. Dạ, ở chợ Sông Mới á. Dạ, hồi nãy là Phương cũng gặp bà ngoài đường là bà lủng bít xe. Dạ. Mà Phương báo với bà đó, mà còn bà đi nhanh quá con cũng sợ. Mà nghe quà bà nhanh dạ. Quá bà băng qua đường đó con dạ. Cũng sợ. Thì tới đây con gặp bà cũng vui rồi ha. Dạ. Bây giờ con gửi cho bà một phần quà ha. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn hai Mạnh Thường Quân ở bên Úc. Dạ. Dạ mà không biết tên. Dạ. À, Lợi với Đập. Dạ, cảm ơn chú Lợi với cô Đập. Dạ. Úc dạ. Đã cho bà phần quà là 200.000.
Dạ. Cảm ơn cô chú. Dạ. Bà bán với số lâu chưa bà? Bà bán mới có mấy tháng à. Con bà chết xong bà mới đi bán á. Dạ, hiện tại giờ bà ở nhà thuê hay sao bà? Bà ở trên Vĩnh Ngọc có nhà nhưng mà ở trước trên Vĩnh Ngọc ấy. Dạ. Thấy bà cũng lụm cấp. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, bà 74. Dạ, 74 rồi ha bà. Thôi bây giờ con gửi bà một phần quà ha. Dạ. Bây giờ Phương hồi nãy Phương nhờ cái anh bảo vệ vay đó, nhưng mà anh bảo vệ thì cũng công việc về bảo vệ rồi. Bây giờ Phương tự gửi quà luôn ha. Bà nhận một phần quà 200 ha. Cảm ơn cô chú ở bên Úc. Dạ. Rồi bà tới ạ. Con gửi cô một phần quà. Dạ. Cảm ơn chú anh làm chị Lập. Dạ. Gửi làm những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Dạ. Cuộc sống. Cảm ơn. Dạ. Cô đi qua bên này luôn ha. Dạ. Em gửi chị một phần quà ha. Chị ở đâu ạ? Dạ, em ở Nha Trang, Đồng Nai. Rồi, chị gửi. Cảm ơn cô Lợi, chú Lập giúp cho 200 để mẹ con sinh sống có duyên gặp lại cô chú. Rồi, cố gắng lên ha. Để con gửi cho hai chú ạ. Chú tên gì ạ? Dạ, chú Hiền, chú Hiền. Dạ, chú tên gì? Hiền. Chú Hiền ha. Mùa này chạy được không chú? Dạ, lâu lâu có chuyến hàng chạy thôi. Dạ. Thì Phương cũng đi ngoài đường đó, Phương thấy chú chở đó thì chú cũng tranh thủ chở hàng đi qua đây nè, rồi chú phát cho chú luôn. Con gửi chú một phần quà ha. Cảm ơn mạnh Trường Vân. Dạ. Rồi, dạ thôi chú đi cho kịp bỏ hàng cho người ta. Chào ông đại. Dạ, dạ. Rồi chú tên gì ạ? À? Húc. Dạ, chú ở đâu ạ? À? Dạ. Dạ. Chú cũng chạy xin lô bà con có ba anh chị. Rồi chú đi luôn ha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Mấy chú này là không phải là xin lô điện đó bà con có bác. Xin lô đạp. Xe của chú thì cũng tê tua hết rồi. Dạ thôi chú đi nha chú. Chào anh. Dạ, anh là hồi sáng em gặp anh á. Dạ, cái cuộc sống anh như thế nào ạ? Chung đi xe hồ ở ngoài siêu thị. Dạ. Cuộc sống cũng vất vả, nhà thuê cũng biết. Dạ. Đi xe hồ nó chạy không có, cũng ngồi đó. Dạ. Anh chạy xe ôm luôn ha. Chạy ôm à. Có duyên thì anh em mình gặp đó ha. Hôm nay là em phát anh cho một phần quà. Cũng thay mặt anh em bà con cũng cảm ơn dạ. Yeah. Chúc sức khỏe. Rồi chúc anh may mắn nha. Chị tên gì ạ? Dạ em tên Dung ạ. Chị ở đâu ạ? Dạ em ở Nha Trang. Nha Trang chị cũng là lượm với trai hay là vé số? Em đi lượm với trai. Dạ, xe chị đâu? Dạ em để bên kia rồi. À xe chị đây ha. Thì dạ. Các chị thì cũng về đây nè, các dạ. Xe như trai này. Gửi chị phần quà 200 ha. Dạ, cảm ơn anh Lợi và chị Đồng. Rồi. Giúp đỡ cho mạnh thường quân của chúng em. Cảm ơn ạ. Dạ, chúc chị may mắn nha. Bây giờ Phương sẽ đi hết một hàng luôn. Xin chào. Dạ, em người ở Bình Định, em đi về trai. Dạ. Dạ, vô đây em cảm ơn mạnh thường quân anh Đồng. Chị Lợi với anh Đồng. Dạ, cảm ơn quốc phòng về cho chúng em. Hình như là Phương thấy phía bên đây đó là bà con ở Bình Định không đúng không? Chị cũng Bình Định luôn hả? Bình Định luôn. Bình Định luôn. Chị, chào chị. Chị Bình Định luôn ha. À, ở Tuy Hòa. Chắc là Tuy Hòa là dãy số. Dây chai là Bình Định. Chưa, chị uống nước xe thì gạch mắt xuống giờ. Bây giờ thì 10 giờ rưỡi rồi, 11 giờ rưỡi rồi, là mấy chị là đi lượm nữa hay là đi lượm mà mình đi đi mua dưới là lượm à. Rồi sáng giờ thì được nhiều không hả? Xe đây, ví dụ xe đây bao nhiêu tiền? Như xe này nè, xe của chị đây như đây có 50 ngàn hả? Một đống bự gì mà 50 ngàn hả? Không có,
lắm, em tính là nên chục nhưng không có. Tính ra nếu mà mình luộc đắt đắt thì khoảng 120 với mấy hả? Có không? Có gì không có. Có bữa giờ không? Hả? Có bữa giờ không cũng có ngày nào. Có bữa giờ không? Có ngày nào hết. Giờ cũng khó khăn ha. Dạ đông quá. Thấy nhiều đây là bà con có em đi đâu là em cũng hỏi mấy chị dây chai toàn là Bình Định không? Em hả? Em người Nha Trang. Thì ở đây có người nào mà đi ngoài đường đó là bịt mặt đó. Có lần nào mà em kêu mấy chị là chị nào nhận quà trước rồi không ạ? Chưa hả? Chưa nhận nào ở lần đây là lần tiên hả? Dạ. Từ gì em cũng đi phát quà suốt à. Mà thấy mấy chị thì bịt mặt thì cũng không có biết ai là ai. Thì mong rằng đó thì ở đây đó mình phát đỡ bữa sau thì có những bà con đã nhận rồi thì hãy dành cho những cái phần đó cho bà con khác ha, mấy chị thông cảm ha. Hả chị ha. Rồi em gửi cho chị phần quà đây nè ha. Dạ em cũng cảm ơn anh Lợi chị Đập. Mình Thường Quân giúp đỡ mấy người gia trai của em. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ Phương bắt đầu Phương lại đi từ đầu. Phương chào cô. Cô cũng Bình Định luôn hả cô? Cô đi vô đây lâu chưa? Vô lâu rồi, 20 năm, 20 mấy năm rồi. Rồi nhà cửa của nó là sao cô? Chồng con. Lớn hết rồi hả? Lớn hết rồi. Dạ. Cô tên gì? Tên Siêu. Dạ, con gửi cô một phần quà ha. Dạ. Con gửi cô một phần quà ha. Rồi cô đi qua phía bên này luôn đi cô. Dạ. 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 Chào em. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 47 rồi, Bình Định luôn. Rồi sáng giờ có không? Hả? Ít lắm đó hả? Rồi ở bà con ở chung mình thuê một cái ở chợ là cái phòng của mình là bao nhiêu người? 45 người. Là một tháng bao nhiêu em? Triệu 2 luôn ha. Rồi anh gửi em phần quà ha. Cảm ơn vợ chồng anh Lợi chị Đập. Anh Lợi chị Đập chứ Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho mọi người hoàn cảnh chị trai khổ như tụi em. Thì em có cầu mong cho anh chị mạnh vui để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Rồi chào em ha, chúc vui vẻ ha. Chào chị, cũng Bình Định luôn rồi. Dạ. Chị năm nay bao nhiêu rồi? Dạ, em 43. 43 rồi, chị vô đi lâu chưa? Dạ, vô lâu rồi. Dạ, lâu lâu mình cũng về quê một lần hả? Dạ, lâu lâu vô lâu quá. À, vậy ha. Hôm nay thì em sẽ gửi cho chị một phần quà nha. Dạ. Để mì tôm đó, mình... theo mà mình nghĩ đó là bây giờ mình phát quà cho bà con 100.000 nó tiện hơn hay là phát gạo với mì phát tiện hơn. À tiện hơn hả? À gì đó ha. À chứ nhiều khi mà Phương cũng định nghĩ là Phương định phát là mì tôm với gạo nhưng mà một mình Phương á thì phải đặt cái chỗ này chỗ nọ đó, tiền gạo thì nó tiện hơn ha. Rồi em cảm ơn anh Lợi chị Đọc đã giúp đỡ tụi em. Rồi đi qua bên này ha. Chào cô. Dạ chào em. Dạ. Dạ. Đây là chị ở Bình Định. Dạ. Đây mua bán qua chai. Dạ. Giờ nhờ là chị Lợi, anh Lợi, chị Đập giúp đỡ cho mấy chị em mua qua chai. Dạ. Dạ. Rồi chị nhận em phần quà ha. Chào em. Cũng ở Bình Định luôn hả? Dạ em ở Bình Định. Rồi Bình Định luôn ha. Rồi gửi cho em phần quà. Em cảm ơn anh Lợi với chị Đập. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Rồi. Phương đứng bên này đó thì cũng nắng rồi. Thành ra mấy chị di chuyển bên này. Thì trong khi Phương phát quà đó, Phương cũng thấy một cái cô cũng là nói là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì cũng dắt thêm một cái cháu nhỏ nữa. Thì
chị Phương mới phát quà đó, thì chị nói là có một hoàn cảnh rất là khó khăn rồi điện cô ra. Thì bây giờ Phương sẽ hỏi cô nha ha. Con chào cô ạ. Dạ cảm ơn con. Dạ cô ở đâu ạ? Cô ở đường Nai đây à. Dạ. Cô cũng bán cà phê ngày xưa rồi bây giờ hoàn cảnh rất khó khăn, nuôi cháu nội 2 tuổi mà không có mẹ. Dạ. Nghe con không cho phát quà bên cô tên Lợi Đập Úc, cô cảm ơn con gì. Dạ. Để nuôi cháu coi như là đỡ phần nào. Dạ. Rất cảm ơn con. Dạ. Thì Phương cũng đang phát quà cho các chị chị trai nè. Thì cô nghe cái chị kia báo thì vô, thì bây giờ Phương 24 phần quà, thì Phương thêm lấy một phần quà nữa. Phía bên tay phải của cô đó có một cái cháu nhỏ, thì Phương không dám quay cháu của cô đó. Cũng cháu như thế nào ạ? À? Cháu nội á. Dạ. Cháu nội. Cha mẹ cháu đâu ạ? À? Mẹ cháu bỏ đi hồi nhỏ giờ rồi, đi rồi bỏ đi đâu không biết. Theo trai theo đồ đại khái vậy á. Dạ. Giờ phải nuôi cháu nhỏ giờ. Dạ. Ba cháu cũng thất nghiệp. Mà nó phải buôn bán khổ cực cà phê nuôi đó, mà bây giờ như khó khăn quá nghỉ giờ. Dạ. Bà nội cũng bệnh, đang bệnh nữa. Dạ. Chân bị làm thùng tinh tọ ở đây giờ cũng không có tiền. Dạ. Cũng giờ cũng không có việc luôn. Không có việc làm ở nhà. Dạ. Giờ cũng xin con giúp đỡ dùm cho được một phần quà. Cô dạ. Cảm ơn. Dạ. Mấy con. Dạ. Bây giờ con gửi cô một phần quà ha. Dạ. Cô ít lòng nhiều nha cô. Dạ, thì có duyên thì gặp thôi. Dạ. Ha cô ha. Dạ. Cô nhận dùm con ạ. À. Phần quà này của anh Việt Kiều, anh Lợi và chị Đập ạ. À. Dạ cảm ơn. Một phần quà 200 ha. Dạ. Cảm ơn cháu Lợi và con Đập. Dạ. Vậy giờ cũng biết ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, thì cô dắt cháu về đó. Phía bên tay phải của cô đó có cháu nhỏ, thành ra Phương không dám quay đó, mà con cô bác anh chị. Cảm ơn con cô nha. Dạ, chúc cô luôn khỏe nha cô. Rồi tiếp tục phía bên này ạ. À. Chào chị. Hồi nãy giờ chờ ha lâu ha. Chờ lâu quá. Thôi cỡ ráng đi chị. Em cũng mệt lắm nè. Em cũng đi vòng vòng từ hồi sáng giờ mới tìm được mấy chị nè. Có trước mà về sau. Thôi kệ đi chị. Em cũng quá mệt rồi, giờ này là 12 giờ kém nữa, bà con có bác 10 giờ mà đi 12 giờ rồi vòng vòng cũng kêu đợi người này người nọ đó. Thôi em gửi chị 200 ha. Cảm ơn anh Lợi với chị Đập. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi có chị cố gắng cười lên nha, bữa nay vui rồi. Rồi, mới được 100 hả? Đây. Dạ em cảm ơn anh Lợi với chị Đập. Rồi, ha chị ha. Rồi chị, em gửi chị luôn ha. Từ Phương mình, Phương phát tiền một vừa quay phim luôn. Rồi chị lấy giùm em à, 200 à. Rồi, cảm ơn. Rồi, dạ. Rồi, chị lấy luôn à. Chị cũng ở Bình Định luôn hả? Ở Bình Định luôn. Thôi em cảm ơn anh Lập với chị Lập. Rồi. Rồi 200 ha. Rồi chào chị. Rồi gửi em phần quà ha. Chào cô. Chờ nãy giờ lâu ha, đói bụng không cô? Dạ. Con cũng đói bụng lắm nè, tôi cố gắng lên nha cô. Dạ. Thì bây giờ Phương cũng còn một phần quà cuối cùng. Phần quà cuối cùng thì Phương sẽ gửi đây là đây chị. Dạ. Phương thì phát gạo với mì tôm, nhưng mà Phương phát tiền thì nó tiện hơn. Phương phát quà xong thì có một cái chị đó cũng muốn là đứng sau lưng Phương, cũng muốn nói lên điều gì đó, thì Phương sẽ hỏi chị ha. Em chào chị ạ. À, nãy chào em phát chị là chị mới gần đến đầu tiên đúng không? Một phần quà là từ thiện là chị em là Mạnh Quân giúp cho mấy chị em mua bán quà chai và đi đựng rác rồi gặp đâu lấy đó. Dạ. Có ngày đến 30, ngày cũng có 30-40 rồi đó, cũng ít lắm. Dạ. Thành bây giờ mà cố cực rồi đó, giờ gặp mấy Mạnh Thường Quân có giúp đỡ cho mấy chị em cũng cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Lợi về trường đành giúp đỡ cho mấy chị em. Hầu giờ cũng chưa bao giờ gặp lần nào hết. Dạ. Gặp lần này là mừng quá mừng luôn, đầu tiên luôn em. Dạ.
mấy chị cũng chân thành cảm ơn, không có gì nữa hết. Rồi, chúc chị thật nhiều may mắn ha. Thì bà con nào thì chưa nhận thì là có duyên thì em đi ngoài đường đó. Thì bao giờ gặp lại. Dạ, thì có duyên thì gặp chị đó. Rồi, bây giờ lại xong hết rồi đó. Rồi, mấy chị vui vẻ nha. Đó, bây giờ xe của mấy chị nào thì hồi nãy rất đông rồi, bây giờ xe của chị nào thì mấy chị bắt đầu nè. Rồi mấy chị về luôn hay là như thế nào? Cơm, nấu cơm. Rồi, nấu cơm ha. Rồi, cố gắng nha. Rồi, không có chi trả. Rồi, vậy đó hả? Rồi. Mấy chị nhận được phần quà rất là vui đó bà con, cô bác anh chị. Có những chiếc xe chị kiếm được một cái xe rất là to mà chỉ có 70-80 ngàn thôi, cũng không nhiều đâu. Mà anh Lợi chị Đập đã gửi món quà 200 nghìn mà chị rất là vui ha. Rồi, em chào nha. Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục sẽ đăng cho bà con cô bác xem. Lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn em nữa. Rồi, chào chị. Sức khỏe dồi dào.